Thơ ngẩn ngơ, cho tao mượn cái bút. Khổng lồ luôn, một cây kẹo mút hai màu giống như cây kẹo mút anh hai thúi đã lấy của mình. Sau đó mình chỉ cần dán lại như thế này, thế là chắc chắn anh hai sẽ không phát hiện ra được. Wow, giống y hệt một cái kẹo còn mới nguyên. Mình thật là thông minh.
Cuối cùng thì sau một hồi vất vả, mình cũng đã làm được một cây kẹo mút khổng lồ. Trông nó đáng yêu hơn những gì mà mình tưởng tượng nữa. Chắc chắn là anh hai sẽ rất là ganh tị đây. Không được, bây giờ anh hai sắp ngủ dậy rồi, mình phải giả bộ đi ngủ mới được. Không cho anh hai biết. A few moments later. Thơ ngẩn ngơ, có phải mày đã lấy kẹo của tao không? Mày lại còn giả vờ ngủ nữa à? Dậy! Dậy mau! Tại sao lại có thêm một cây kẹo mút nữa nhỉ? Rõ ràng là ban nãy mình đã lấy cây kẹo mút trong tay nó ra rồi mà. Thật kỳ lạ. Anh hai! Không được ăn trộm kẹo mút của em! Tao có ăn trộm đâu! Thế anh hai vừa làm gì đó? Tao xem một tí thôi mà. Khi mà đi ngủ em nhớ là em cầm một cây kẹo mút bé tí thôi, mà không hiểu tại sao bây giờ cây kẹo mút đó lại trở thành cây kẹo mút to như thế này. Cây kẹo mút này là của tao đấy. Của anh hai á? Đúng rồi. Tại sao nó lại ở trong tay em? Thì ban nãy lúc mày đi ngủ tao đã lén lấy cây kẹo mút nhỏ của mày. À, hóa là vậy. Xong rồi tao thấy hối hận quá, xong rồi tao đi mua cây kẹo mút to hơn về tao trả cho mày. À, hóa ra đây là của anh hai.